được đăng cai từ 2 đến 3 vận động viên trở lên. Do đó, Thanh Hóa, 2 vận động viên tranh huy chương tại hạng cân 50kg. Đấu tranh chung kết của hai vận động viên Thanh Hóa. Tuy hai vận động viên cùng một đơn vị nhưng đây là một trận đấu rất kịch liệt. Và để phân thứ hạng của các vận động viên. Với tỷ số 3-0, vận động viên mang bao xanh của đơn vị Thanh Hóa thắng trận. Và ở hạng cân này, Dương Thị Nga đơn vị Thanh Hóa giành huy chương vàng, Lê Thị Mỹ Dung Thanh Hóa giành huy chương bạc. Và tiếp theo